Anh không có gì. Anh tặng em một đóa hoa hồng. Dạ. Lúc nào em cũng đẹp như bông hoa này. Dạ, cảm ơn anh. Quá rồi. Nhân viên anh rút một bông được không? Ok em. Đó. Thôi. Dạ. Đây là yếu tố du, là yếu tố quan trọng nhất. Nó tạo thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Rồi, vậy em tặng luôn. Em tặng anh. Rồi, đây nữa. Em tặng thêm anh. Rồi, anh cảm ơn em luôn. Thì hôm nay anh đến đây cũng có một bài thơ. Rồi, mời bạn giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Quân và chào tất cả khán giả hôm nay. Em tên là Đặng Tý, quê ở An Giang và em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em hiện tại làm nghề của là bất động sản. Thôi, mời bạn, mời bạn nữ. Chào chị Hồng Vân và chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Thi Liên. Em quê ở Đồng Nai và hiện em sinh sống và làm việc ở quận 2. Em làm kế toán. Năm nay em 28 tuổi. Em hãy cho đàn gái biết một chút ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm thì là biết nấu ăn và biết chia sẻ mọi người xung quanh. Còn nhược điểm của em thì phải là hơi nóng tính. Rồi còn mình thì sao nè? Nhược điểm của em nói trước là em kỹ tính. Còn ưu điểm của em là ham học hỏi, thích trẻ em, hòa đồng. Và sở thích đặc biệt của em là cắm hoa. Em có cắm sẵn, đây là kiểu cắm hoa Ikebana Nhật Bản. Đây là kiểu cắm thiền. Rồi tức là em thích cắm hoa và em cắm hoa rất là đẹp. Rồi đây sẽ là món quà em tặng cho cái người bạn bên kia đúng không? Dạ. Trong tác phẩm của em thì còn thiếu một yếu tố là du, là yếu tố quan trọng nhất của cái bình hoa này. Em mong là người bạn nam sẽ có một bông hoa và em sẽ nhờ bạn nam lấy cái bông hoa đó cắm vào cái bình đây là đầy đủ. Rồi hồi hộp quá chút xíu để coi bạn cắm làm sao. Em trai. Dạ. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, hiện tại là trải qua một mối tình 4 năm rồi. Tại sao chia tay? Dạ, tại vì hoàn cảnh. Hồi đó lúc mà em lên Sài Gòn thì cũng mình lập nghiệp mới á. Thì mình chưa có tài chính như gia đình bạn, bạn khi vợ gia đình em. Và bạn gái, đường tình duyên thế nào? Dạ, em trải qua một mối tình chính thức thời sinh viên. Sau đó em trải qua vài mối tình nhưng mà chỉ thời gian ngắn mà không có sâu đậm lắm. Thôi coi như hai bạn đều trải qua một mối tình cũng cái đường tình duyên có kinh nghiệm ha. Bây giờ mình tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả em trai? Dạ, nửa yêu thương của em thì em quan trọng là bạn biết yêu thương gia đình và biết tôn trọng lẫn nhau hai bên. Còn em thì sao? Mẫu bạn trai của em đầu tiên là về ngoại hình trước là từ 1m6 đến 1m75. Và cân nặng thì 55kg đến 70kg. Em hình dung cái bạn nam bên kia như thế nào? Dạ, cùng bất động sản với em thì được. Được đúng không? Dạ. Để chị coi thử coi là anh thăm bạn gái thôi nha. Tôi với ông mới lập Bluetooth á, tôi đang chuẩn bị tôi đứng lên là ông biết liền. Chào bạn gái. Dễ thương quá. Xinh đẹp ha. Bên đây cũng được á. Nói chung là anh thấy hợp. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, kiểm soát á. Kiểm soát quá đó hả? Dạ. Em có kiểm soát không? Dạ không đó. Không có. Vậy dạ. Được rồi. Còn thích gì nữa không? Không có trách nhiệm. Có trách nhiệm không? Dạ có trách nhiệm không? Có. Phải rồi à. Có trách nhiệm là được rồi. Còn không thích gì nữa không? Dạ không hút thuốc. Dạ không có luôn. Thôi thôi. Ngon lành. Rồi còn bạn nam thì sao? Bạn không thích ở người phụ nữ là điều gì? Dạ thích người phụ nữ là nhịn tóc nhiều quá. Nó nhuộm đẹp chứ dạ, có nhuộm em. Nhuộm đẹp mà nhưng đừng có màu nổi quá. Trời ơi, thời hiện đại tao nhuộm nhiều khi bảy màu tao đi cho nó nổi có gì đâu. Nhuộm tóc không sao cả rồi mai không ấy thì giấy chứ có gì đâu. Thì nhuộm lại. Nhuộm lại. Còn không thích bị cạo. Không thích. Dạ, không thích là phụ nữ mà càm ràm. Em biết là cái bạn này mà có cái tài cắm hoa mà cắm hoa theo kiểu Nhật á là bạn này cũng không phải dặn dừa đâu đó. Dạ. Rất là tề gia nội trợ, gọi là công dung ngôn hạnh đó. Dạ. Em có hồi hộp, có nôn nao không? Dạ chắc hồi hộp ạ. Hồi hộp nôn nao đúng không? Đúng rồi. Nên em đi với ai vậy? Dạ em đi với sếp em và đồng nghiệp công ty em ạ. Dạ chào sếp. Sếp cho ý kiến đi ạ. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào tất cả quý vị khán giả. Ngày hôm nay tí có báo với cả công ty là hôm nay được quay cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nên cả phòng ban công ty rất là háo hức đến để cổ vũ cho bạn tí. Để nhận xét về bạn nữ thì một bạn nữ rất dễ thương tí. Anh thấy là phải hốt ngay thôi. Dạ cảm ơn anh. Anh nghĩ là hai bạn mà đến được với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này nó là một cái may mắn rồi. Nên vì vậy nếu như được thì hãy cho nhau một cái cơ hội để chúng ta tìm hiểu xa hơn nữa.
Nếu biết đâu đó là cái duyên mà chúng ta đến được thì nó là một điều tuyệt vời. Xin cảm ơn. Dạ. Rồi, cảm ơn đàn trai. Em đi với ai? Dạ, em đi với anh trai, em gái với là bạn. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào tất cả khán giả. Em tên là Phương, là anh cả của Liên. Bạn này là thấy cũng có vẻ hiền, lên phim trường rụt rè một tí. Nhưng mà con trai rụt rè vậy người ta thường hay trung tình lắm, em khỏi lo. Cảm ơn. Anh đáng yêu quá vậy. Rồi vậy thì giờ mở rào. Cho hai trẻ gặp mặt. Đến chương trình thì em không có gì, anh tặng em một đóa hoa hồng. Lúc nào em cũng đẹp như bông hoa này. Cảm ơn anh. Quá rồi. Nhân viên anh rút một bông được không? Ok em. Thôi. Đây là yếu tố du, là yếu tố quan trọng nhất. Nó tạo thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Rồi, vậy em tặng luôn. Em tặng anh. Rồi, đây nữa. Anh tặng thêm anh. Rồi anh cảm ơn em luôn. Thì hôm nay anh đến đây cũng có một bài thơ. Chào em, cô gái dễ thương. Vừa gặp anh đã mến thương em rồi. Tắm sai những lúc em cười, khiến anh ngây ngất cả người xuống sâu. Hôm nay mình hò hẹn em nhé, để sớm mai xương dân mạnh hổn hức. Nghe yêu hương sao xuyến quen lòng nhục. Anh cùng em tay một bàn tay, trao hơi ấm khi mùa đông chậm nhỏ. Trao nồng nàn còn đó những yêu hương. Cảm ơn anh. Ở đây là cái đồng hồ này tượng trưng thời gian, và có thể có duyên thì hai đứa tìm hiểu một ngày đó anh và em sẽ ước chung một ngôi nhà như tượng trưng một cái đồng hồ. Hay quá, chu đáo quá. Này chắc được sự tư vấn của cả phòng ban rồi. Rồi hai đứa nói chuyện với nhau đi. Em thấy anh như thế nào nhỉ? Dạ ngoại hình được anh. Anh thấy em cũng dễ thương. Gia đình em ở bao nhiêu, là bao nhiêu người nhỉ? Dạ có 4 anh em nhỉ. Nhà anh thì là con một. Có làm dâu không anh? Hiện tại nhà anh cũng chưa có phương châm là làm dâu. Tại vì nhà anh của mẹ anh cũng dễ chứ không có khó. Mẹ anh thì nói là quan trọng nhất hai đứa hạnh phúc thì mẹ cứ vui rồi. Mà tỷ dụ mà phải làm dâu thì sao? Tại vì con một thì cái điều đó là sẽ phải có. Thì em có đồng ý hay không? Dạ em đồng ý. Có thêm mẹ. Anh cũng muốn là chắc được hai mẹ luôn em. Dạ. May mắn. Quan điểm tình yêu của anh sao? Quan điểm của anh thì anh chỉ là một bạn gái thì là biết yêu thương gia đình hai bên được rồi. Không có gọi là bên nhiều quá, gọi là rồi thứ hai là sống mình biết chia sẻ với nhau. Ví dụ những cái gì đó khó khăn thì mình hai đứa ngồi nói nhau, chứ không có gọi là mình nói này kia. Nếu mà hẹn hò thì anh sẽ một tuần thì có bao nhiêu lần? Thì cuối tuần thì sẽ được. Tại vì anh làm nguyên tuần thì chỉ là chủ nhật nghỉ thôi. Biết đâu cả tuần có mấy người ba mua đất quận 2 rồi qua sẵn rồi thăm luôn. Các bạn rất là thuận lợi luôn á. Bây giờ con cái thì sao? Cưới chừng nào cưới? Em thì cho thời gian tìm hiểu trên một năm, nếu được thì sẽ hai đứa tiến đến. Chúng ta cảm giác đối phương hiện nay như thế nào đối với mình? Dạ em thấy bạn gái này rất đẹp, rất là xinh. Anh thấy ở bạn trai có một sự rất là chân thành luôn đó em. Chuẩn bị rất là chu đáo, kỹ lưỡng. Bạn ấy cảm giác đây một ngày rất là nghiêm túc luôn ha. Anh thấy rất là hiền và gương mặt có hậu luôn. Anh nghĩ đây cũng là một trong những cái người đàn ông của sự lựa chọn đối với phụ nữ. Theo anh là như thế. Đúng rồi. Còn mặt rất là thiện cảm. Đúng nha. Luôn á, nhìn rất thiện cảm. Rất là đàn ông luôn. Anh nhìn anh rất quý chàng trai này ha. Bây giờ em nói một câu gì đó để có thể thuyết phục cô gái xem cũng có bấm nút hay không. Thì em cho anh một cơ hội tìm hiểu. Thì đến được cơ hội thấy nó tốt hơn thì hai đứa sẽ tiến đến hôn nhân. Thì em thấy như thế nào nè? Rồi, hết thời gian. Cô ấy có cho cơ hội hay không? Mình chờ vào kết quả nút bấm nha. Để tay vào nút bấm nha các bạn. Sau 3 tiếng đếm, mình sẽ quyết định. Dạ đúng quá vậy. Rất rung, hồi hộp.
bao giờ cũng vậy, khi họ đụng vào cái nút bấm, chạm vào nút bấm ấy giống như chạm vào từng nhịp tim vậy. Và từng nhịp tim ấy xem kỹ lại xem có phải đó là mình rung động vì đối phương hay không. Nếu đúng chúng ta bấm nút, nếu không đúng chúng ta nhường cái nút bấm đó, nhường cơ hội đó cho người khác. 3 2 và 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Đúng thời điểm, chúc mừng. Đẹp lắm. Cái tim này á, hiện lên một lúc luôn, nắm tay nhau đi. Cùng một lúc luôn á Linh, nãy giờ đây đứng này ra nước quá. Anh nghĩ rằng hai bạn rất là hợp nhau đó. Chúng ta bổ trợ cho nhau, chăm sóc cái mối tình này cho nó nở hoa nha, cho nó có kết quả tốt đẹp nha. Dạ, cảm ơn Linh. Cảm ơn thầy. Hôm nay thì có gia đình hai bên đang xem chương trình đó. Dạ. Mình hứa gì với hai bác đi? Thì dạ, hứa bác thì con sẽ cố gắng, phải lúc nào cũng che chở cho bạn. Xin có nói gì với anh không? Có anh đây nè, xin phép anh cho hôn cái đầu tiên thôi. Xin hôn bạn. Dễ thương rồi. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Lò hoa này cứ để trong nhà nó khô, cứ như thế nó không bao giờ tàn nữa. Nha.